Xin chào các bạn, bây giờ chúng ta cùng làm cái này. Đối câu này thì chúng ta xem có nhiễu không. Đối với nhiễu thì chúng ta có một nhiễu là từ ợp này. Đây này. Rồi, tiếp chúng ta có từ about. Nó là nhiễu. Vậy chúng ta gạch bỏ ở đây. Chúng ta bỏ đi. Vậy nếu thế thì câu này chúng ta có verb. Thì chúng ta có verb chính là từ maybe, chính là động từ khuyết thiếu. Thì đây chính là cấu trúc gì nhỉ? S cộng với verb cộng với O phẩy. Nhưng đằng sau lại có từ từ but. Rồi sau đó cộng với verb cộng với O như này. Rồi verb nữa là chính là từ y. Vậy nếu thế thì trong trường hợp này chúng ta sẽ chọn gì nào? Như này chúng ta có phải là một s cộng verb O rồi sau đó đây có phải là một một fanboy không? Fanboy. Rồi sau đó thì chúng ta lại có một s cộng với verb O thì đây chính là câu gì nhỉ? Đây chính là câu ghép. Nếu thế thì trong trường này chúng ta lại quy về chỗ này, nó lại chính là cấu trúc là gạch rồi sau đó là verb O. Nó thiếu gì? Nó thiếu thứ nhất là danh từ, cụm, danh từ, hoặc là mệnh đề, danh từ. Nào, nếu các bạn nhìn này thì các bạn khẳng định từ expose nó chỉ là verb, expose là verb. Vậy chúng ta A, B, C loại. Chúng ta chỉ có thể phương án phương D, nó chính là một mệnh đề, danh từ. Đây, mệnh đề danh từ, có thể chọn được. Chúng ta chọn phương án vấn đề. Ôn lại một chút đối với mệnh đề danh từ với what. Đối với mệnh đề danh từ với what thì chúng ta có những cấu trúc như sau. Thứ nhất là what cộng với s cộng với verb O. Và cái thứ hai là what cộng với verb cộng O. Thì đây chính là mệnh đề danh từ với what.